xin chào các bạn, mời các bạn cùng nghe thi gia viên chuối của chú à. Chú tắt nhá. Các chú Bắc Giang hát ở đây nhiều tí nhá. Cháu quay một tí nhá. Tiếng hơi khàn hôm nay, uống rượu ở trong Bình Giang. À thế à? Khàn quá. Vâng, hơi khàn thì cũng được, không sao đâu. Cho chú Bắc Giang hát với các chị gái rồi. Thì cười tươi thế. Cho anh cả hai chai đi. Không lấy tiền không? Cầm lấy. Cầm mẫu về. Bye-bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bọn ơi đè đò. Vậy còn lâu mới đâm. Máy kia hết pin rồi. Hết pin rồi á? Máy nào cũng hết pin rồi. Ôi giời ơi. Và đi thì đi. Quay 15 phút nữa nhá. Lúc này chưa đủ. Lúc này hết pin rồi. Không hát rồi cháu à. Không hát rồi thì cháu ra ngoài nhá. Vâng. Em cay một tí nhá. Em cay các chị một tí nhá. Sắp hết cũng được. Con này là không mấy bao nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
máy. Nhà là chỉ có nó xa lô cơ nhưng nhà sao là như sai chỗ nó ta ki ở thì để ta ki Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn bả khi đó mí mà thế thôi mày chung nhiều lúc mới không mà ngon thì mình cần chế quá đấy mí mà ăn chế nó cũng bả ngon rồi chế này hả ba nín mới thằng mới vừa đây mới còn đây con chế nhá chúng ta tập cũng liều đang hay tự nhiên thấy cái lưng nhỉ chú về à chú chỉ cần một tí là hát mãi mà chú chụp ảnh à xinh quá nhỉ nhưng mà kiểu bà này ra nhiều người hát lắm nhưng mình không hát được thế à bây giờ không được không có hát hay sao mà sau một người sau này không được thế à tranh gái tranh nhau à ra sinh lại còn đi bán men rượu nữa ghê bán men rượu nữa kìa bán men rượu rồi ai còn mau sửa má rồi liệu đi hầm thế gì nhà nam áo đỡ được và đã gió cứ kinh ca nhà nam tại có cá chim tô ơi ấy lẻ chim tô Ai
và na 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 ca lư ông sinh an nhớ tay mơ nhà na phan thị la tô na nơ lung lê a long na lư nha na phải mở lưỡi ông ta nga lâu ngỡ với bạn mà nha na nụ nga nga lâu mơ sơ lê a ta vẹn sơ. Ôi dồi, anh là một tần sát, xin nghe rồi, mê lắm rồi đấy. Chia tay mà, còn chia tay mà. Chia tay rồi. Còn tập bạc 5 phút nữa mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hơi bị gã. Sao chia tay nhanh thế chị? Tối rồi. Tối rồi hả? Cái này khăn khăn gì hay là không nào? Tiên Sinh TV ạ. Ở kênh lên YouTube ạ. Vâng. Tắt rồi cho chắc thôi. Hả? Mày tắt rồi. Đây, tắt vào đây. Tắt vào đây. Nhưng mà cái đoạn cuối hay là đầu ấy? Dạ. Cái này đoạn cuối. Đoạn cuối. À đoạn đầu chứ nhầm. Cho vào hai máy luôn. Vâng, một tí nữa là được rồi. Thế là cô cây một tí nữa. Cái này còn sáng hơn. Cô là mẹ của vợ Tâm mà nhỉ? Còn một tí nữa. Thế nhà cô là chỗ nào thôi? Trong chiến thắng à? Không nghe nữa sao lỗ rồi. Còn ai hát không? Các chị để hát tiếp đi. Đấy, các anh chiến thắng đẹp trai đây này. Các anh chiến thắng không hát rồi. Không hát rồi à? Không cay nữa. Vâng.